Hello anh em, hôm nay em review lại quá trình đăng cang một chiếc vợt Brightstroke 333. Đây là một chiếc vợt phiên bản 3UGH, là một chiếc vợt khá là đầm. Thì với mức cang yêu cầu là 12kg, mình sử dụng một chiếc cang điện tử để tăng chính xác cho máy cang cơ. Đối với mặt vợt cang 12kg thì mình sẽ lựa chọn phương án là đang theo hai nút cách tăng, hai nút chốt dây trên dây dọc rồi mọi người, đang từ giữa ra. Thì anh em cùng theo dõi video và bình luận nhé. Phần âm thanh sau khi chốt dây dọc nghe rất là đã ta, rất là thanh. Thì mình đã hoàn thành xong phần chốt dây cuối của nút luôn. Do thời lượng video bây giờ cho nên mình xin bỏ qua. Và đây là thành quả của chiếc vợt. Chỉ có thể sử dụng được vợt càng 12kg thì đảm bảo anh em phải có sức khỏe tốt và chơi cầu lông ở mức khá trở lên thì mới có thể đảm bảo được việc sử dụng hiệu quả ở mức càng này. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.